Thì theo chương trình thì tôi sẽ phải trình bày với các bạn cái vấn đề là về cái hội chứng động mạch chủ cấp. Nó là một cái mảng thứ hai là khá là quan trọng, và thực ra thì nó cũng có rất là nhiều cái điểm lý thú. Tôi phải nói thật với các bạn là gì, nếu chúng ta so sánh cái về về những cái gì mới trong cái phần động mạch chủ này, thì nếu mà gọi là về vấn đề những cái lớn thì có lẽ là nó không khác gì trong vòng độ 3 4 năm nay. Tuy nhiên đi sâu vào những cái rất nhỏ thì nó lại có rất nhiều thứ hấp dẫn. Nhưng mà thôi, đấy là cái câu chuyện khác, bởi vì là chúng ta cần biết là những cái chính như vậy. Thì đầu tiên thì đối với cả những cái rất là đơn giản, thì cái câu đầu tiên khi chúng ta hỏi chuyện với nhau thì thế nào là động mạch chủ cấp? Chúng ta có hội chứng vành cấp, chúng ta có suy tim cấp đúng không ạ? Có đột quỵ cấp, có động mạch chủ cấp. Đấy, sắp tới thì chắc là sẽ có cả động mạch phổ cấp nữa, đại loại là như vậy. Tức là cái xu thế vì sao lại làm như thế, là để bởi vì là nó khi mà chúng ta muốn chuẩn hóa lại các cái quy trình đánh giá hoặc là điều trị của bệnh nhân, thì cái gọi chung như vậy nó sẽ làm giảm thiểu các cái rủi ro, làm giảm thiểu các cái sai sót. Vì thế nên là đấy là cái cách mà Hoa Kỳ tiếp cận vấn đề, tức là nó đưa ra thành cái chung nhất như vậy để chúng ta làm. Thế thì nói đến bệnh lý động mạch chủ nói chung thì nó rất nhiều dạng, trong đó thì có một cái dạng đầu tiên chúng ta vẫn thường bàn cãi đến, đó là phình do xơ vữa rồi lóc thành động mạch chủ. Rồi sau khi đã lóc mạn tính rồi thì bắt đầu nó phình lên, hoặc là một cái phình nó tạo thành cái lóc, rồi huyết khối trong thành, rồi loét, rồi các cái tổn thương mà sau chấn thương, rồi các cái bệnh lý liên quan đến nhiễm trùng. Ví dụ một cái điển hình nhất, tôi vẫn nhớ một cái bài học kinh điển mà các thầy ngoại khoa vẫn dạy chúng tôi, là nếu mà có bệnh lý động mạch chủ chúng ta phải nghĩ đến cơ ở người già, phải nghĩ xem là người ta có hóc xương hay không, xuyên thủng cái xương cá hoặc cái xương gà đấy, đi từ động mạch, đi từ thực quản sang động mạch chủ, thì tạo thành một cái nhiễm trùng trung thất nó rất là nặng nề. Cái những cái đó là những cái thứ chúng ta cần làm. Rồi cái bệnh lý hẹp eo động mạch chủ ở người lớn, rồi các cái bệnh lý tắc mạch khác trong cái mảng xơ vữa trong động mạch chủ, nó bắn đi các nơi và nó gây ra tắc. Thế thì tất cả những cái chuyện đó khi mà chúng ta nói với nhau, đây là cái bệnh lý nói chung, thì sau đó chúng ta mới thảo luận ra một cái nó gọi là cái bệnh lý động mạch chủ cấp, bao gồm có gì ạ? Bao gồm có lóc thành động mạch chủ, bao gồm có huyết khối trong thành, có mảng xơ vữa, kể cả ở bụng, kể cả ở ngực. Đấy, thì đấy là hoạt động mạch chủ nói chung, và bao gồm có cả cái chấn thương mà rách cái lớp nội mạc. Nếu mà nó đứt rời hẳn ra thì hoặc bệnh nhân không sống được, hoặc là bệnh nhân vào viện với một cái chấn thương lồng ngực thì nó lại dễ. Còn nếu mà nó chỉ đứt ra cái lớp nội mạc thôi, sau đó bệnh nhân quay trở lại vì một cái đau ngực, vì một cái khàn tiếng, vì một cái khó thở, vì một cái tràn dịch màng phổi, thì lúc đó chúng ta có cái bệnh cảnh hội chứng động mạch chủ cấp sau chấn thương mà có biến chứng. Thì đấy là cái thuật ngữ là như vậy. Thế thì tại sao những chuyện đấy là quan trọng, và tại sao nó lại chỉ hay bị ở một số vị trí, thì chúng ta cần phải xem xét một chút. Bởi vì chúng ta hãy tưởng tượng rằng ở đây là cái động mạch chủ của các bạn chẳng hạn, thì ở đây là các động mạch lớn ở ở trên não, và đây là cái hệ thống gần giống như các cái dây chằng để nó treo cái động mạch chủ chúng ta vào đó. Ở phía dưới thì chúng ta có gì ạ? Ở dưới chúng ta có quả tim, và như vậy thì mỗi một lần bóp hoặc là lắc hoặc là dao động vân vân thì nó sẽ có những phần xung yếu. Phần xung yếu đó chính là cái phần ở đâu ạ? Chính là cái phần liên quan đến cái phần quai động mạch chủ, và một phần xung yếu khác ở chỗ cái dây chằng chéo, tức là chỗ nối giữa ngay chỗ sau của động mạch dưới đòn, lúc mà có cái ống động mạch ấy, đấy chính là cái phần xung yếu, hay là cái eo động mạch chủ mà lúc mà các cái bệnh nhân bệnh lý hẹp eo động mạch chủ, thì có cái phần xung yếu đó. Thì khi mà chúng ta ngã cao đâm xe máy, gần đây nhất chúng ta có một ca trường hợp của bệnh nhân trẻ hai mấy tuổi sau bị đâm xe máy, và lúc đó đúng là 2 1 tháng sau thì quay lại vì cái khàn tiếng và tràn dịch màng phổi, thì đấy là gì ạ? Đấy là bệnh lý chấn thương mà có biến chứng. Thế còn nếu mà đối với cả các cái bệnh lý liên quan đến xơ vữa thì sao? Thì đây là người ta phân tích các cái dòng chảy, trong cái dòng chảy của động mạch vành nó không phải những một dòng chảy đơn thuần, mà vì nó có rất nhiều cái lớp tế bào, cho nên là trong lòng các động mạch lớn chúng ta nó tạo thành các cái dòng chảy nó xoáy, và tại những cái vị trí nhất định thì nó sẽ có áp lực cao hơn những chỗ khác. Thế thì nếu chúng ta đối chiếu cái áp lực đó lên một cái thành động mạch chủ, thì đâu là những vị trí xung yếu, thì chúng ta sẽ thấy cái vị trí xung yếu ngay ở gì ạ? Ngay ở trên van, ở gì ạ? Ở chân của cái chỗ xuất phát của động mạch dưới đòn trái, và đó chính là những điểm khởi phát, những cái nguyên ủy của vết rách của lóc tách tim A và tim B. Thành ra là nếu chúng ta xem xét cái đó, chúng ta sẽ dự báo được luôn. Mà gần đây nhất trên New England chúng ta có một bài báo về cái van động mạch chủ hai lá van, thì người ta vẽ lại cái mô hình này, và người ta tính toán để người ta tìm thấy rất là rõ là trong trường hợp nào thì cái dòng chảy nó vào đâu, và chỗ nào thì thành động mạch chủ nên xung yếu. Thì tất cả cái đó là nó đều theo vật lý cả. Thì tương tự như vậy, thì nếu chúng ta xem xét cái dòng chảy như này, chúng ta sẽ thấy là thường là nó ở những vị trí nào ạ? Ở những vị trí liên quan đến chỗ nối, rồi chỗ chuyển của hai cái dòng chảy khác nhau, và đó chính là lý do vì sao cái type A thì cái vết rách nguyên ủy đại đa số là trên van, còn cái type B thì đại đa số là ở đâu ạ? Ở chân của động mạch dưới đòn trái.
Thành ra là các bạn nhìn thấy rất rõ là các cái thể bệnh của chúng ta thì cái điểm xuất phát nguyên lý là như vậy. Tất nhiên nó còn phụ thuộc vào nhất rất nhiều yếu tố khác và phụ thuộc cái tiến triển gốc, nó là tăng huyết áp, là sơ vữa hay là cái gì. Thế thì nó có hai cái dạng chính, thì cho dù là ở ngực hay là ở bụng nó đều đi theo cái quy tắc kiểu như thế này. Tức là nó có hai cái dạng xuất phát, một dạng đầu tiên là gì ạ? Là nó nứt ra trong thành, do là gì ạ? Bản thân cái động mạch chủ là những cái động mạch lớn có cái mạch nuôi, thì đến giãn lên một độ nhất định thì nó sẽ gây xé rách cái mạch nuôi ở trong thành động mạch chủ và nó tạo thành hiện tượng gì ạ? Máu tụ trong thành động mạch chủ. Máu tụ trong thành tức là nằm ở trong hoàn toàn trong lớp nội mạc, chứ không phải một cục máu đông mà nó bám gì ạ? Bám trong lòng động mạch, giống như là chúng ta nghĩ như kiểu là động mạch vành, động mạch phổi, không có chuyện đó. Đây là máu tụ trong thành theo đúng cái nghĩa là trong thành của nó. Thì đây là cái hình dạng như thế này. Thì khi nó bị ở trong thành như thế này thì nó có rất nhiều kiểu. Một kiểu thứ nhất là gì ạ? Là nó tái cấu trúc và nó thoái triển, nó bé đi. Dạng thứ hai là gì ạ? Dạng thứ hai là nó cứ cái thành bên ngoài nó không tái cấu trúc được, cái lớp bên ngoài yếu quá và nó phình lên. Và đây chính là cái dạng mà chúng ta rất hay gặp ở gì ạ? Ở phình động mạch chủ bụng. Nên là tại sao mà những cái phình động mạch chủ bụng đến với chúng ta toàn thấy một lớp gì ạ? Huyết khối bám thành. Huyết khối bám thành là cái từ cổ điển mà mang tính chất mô tả những bản chất câu chuyện là gì? Là nó nằm hoàn toàn bên trong của lớp nội mạc. Bạn hiểu không ạ? Không có chữ bám thành ở đấy mà đúng từ bệnh học mô tả phải là gì ạ? Là trong thành. Đấy. Thế thì khi mà nó tiến triển thì nó có thể là gì? Nó có thể cái lớp này nó nứt ra bên ngoài và nó tạo thành một cái điển hình của bệnh cảnh gì ạ? Lóc tách. Lúc đó là nó tiến triển từ một cái huyết khối trong thành và nó trở thành một cái lóc tách. Hoặc là nó thoái triển hoàn toàn, hoặc là nó chẳng có gì thay đổi, hoặc là theo thời gian cái này nó cứ giãn dần lên, cái lượng máu nó chảy ra nhiều hơn. Thì đều có rất nhiều trường hợp mà máu tụ trong thành động mạch chủ tiếp 3 chúng ta gửi lên cho phẫu thuật và phẫu thuật viên mở ra thì mắng chúng ta là chuẩn đoán sai. Vì sao mở ra chẳng thấy gì cả? Nhưng mà đấy là gì? Đây là tiến triển tự nhiên của gì ạ? Huyết khối trong thành động mạch chủ. Bởi vì đôi khi nó đã 24 hoặc 48 tiếng là đã ngừng chảy rồi. Ngược lại có những trường hợp khác, nếu chúng ta không gửi đi thì nó nhanh chóng nó tiến triển thành người vỡ. Thành ra là tại sao cái huyết khối trong thành của động mạch chủ lên là một cái gọi là gray zone, cái mà chúng ta không biết rõ là chúng ta làm cái gì thì tốt cho người bệnh. Một cái trạng thái thứ hai là cái trạng thái mà nó giống như các bệnh cảnh khác, giống như bài mà giáo sư Hùng vừa nói, liên quan đến cái tiến triển của mảng sơ vữa. Thì ở đây nó có mảng sơ vữa và mảng sơ vữa ở trong lòng động mạch chủ thì nó cũng thành những cái mảng lớn như thế này và nó có thể trở thành cái dạng là gì ạ? Là mảng sơ vữa rách thủng. Chính vì vậy cho nên là ở những người cao tuổi hoặc là những người mà nguy cơ cao đái đường hoặc là sơ vữa mạch nhiều ấy, mà chúng ta chụp mạch vành mà chúng ta đẩy ống thông lên thì sao ạ? Ống thông chúng ta luồn luôn vào cái lỗ này và lóc một phát lên trên và chúng ta biến trở thành một cái gì ạ? Biến như một cái case bình thường trở thành cái lóc tắc động mạch chủ. Đấy, thì chính vì vậy cho nên là nó gọi cái tiếp sau đấy gọi là cái lóc tắc do thầy thuốc gây ra ấy, thì chính là trên nền một cái mảng sơ vữa nó rất nhiều cái lét như này, nó đã sung yếu như này, chúng ta chỉ cần lái cái quai hoặc ống thông mạnh vào một cái nó gây lóc tắc luôn. Thế thì nó có thể là gì ạ? Nó vỡ ra bên ngoài và nó được các cái tổ chức xung quanh bao bọc lại. Và thường là như vậy. Một trong cái vị trí hay bị nhất ở đâu chính là phổi. Thành ra là có những thỉnh thoảng chúng ta gặp một vài cây, tôi không biết là cái ca gần nhất ở C1 hiện tại còn sống hay đã chết, nhưng sau khi chúng ta làm xong stent graft ấy, bệnh nhân vẫn còn ho ra máu ấy, và chúng ta khi mà chụp lại multi-slide CT chúng ta vẫn nhìn thấy các cái mạch nuôi đi bên xung quanh. Bởi vì sao? Vì bản chất của câu chuyện ở đây là một khối giả phình, nó vỡ ra ngoài và tổ chức phổi nó bao xung quanh. Vì thế nên là cho dù chúng ta đã ngăn cản bằng cái stent graft xong thì cái mạng lưới máu bên ngoài nó vẫn còn nhiều và như vậy nó vẫn tiếp tục tiến triển. Thì đây là cái trạng thái thứ hai, và chính vì trong cái câu chuyện này chúng ta không thể nào biết chắc chắn được là cái này nó sẽ vỡ vào trong hay vỡ ra ngoài, và vì vậy cho nên người ta cũng coi cái bệnh lý mảng sơ vữa và loét ở hoặc là thâm nhiễm hoặc là loét thủng hoặc là loét xuyên thành của động mạch chủ thì nó cũng được xếp chung vào bệnh cảnh gì ạ? Động mạch chủ cấp. Tại vì chúng ta không biết nó sẽ đi như thế nào. Chúng ta không biết là liệu nó có tiến triển trở thành huyết khối trong thành hay là nó vỡ thật ra, và vì vậy tất cả mọi thứ chỉ là con đường gì ạ? Chỉ con đường theo dõi. Câu hỏi số 2. Đấy là định danh động mạch chủ cấp là thế nào? Tóm lại động mạch chủ cấp là chúng ta nói cả ngực cả bụng. Tuy nhiên là cái bệnh lý mà chúng ta hiểu biết nhiều nhất thì là gì ạ? Là về ngực. Vì sao? Vì tí nữa chúng ta sẽ nói nếu mà bụng hoặc là nó không có triệu chứng hoặc là nó vỡ xoạch ra thì sao ạ? Thì chết hết. Thế thành ra là gần như chúng ta sẽ không có cái bệnh cảnh điển hình của cái loại mà vỡ của động mạch chủ bụng, mà chúng ta sẽ chỉ có gì ạ? Một cái khối phình động mạch chủ bụng mà dọa vỡ, thì đấy mới là cái bệnh cảnh đến với chúng ta, và nó cũng là một bệnh cảnh gì ạ? Cấp tính. Tuy nhiên phần lớn lại là ngoại khoa là chính, chứ không phải đến với chúng ta là bệnh nhân nội khoa. Còn đối với nội khoa chúng ta thì cái thể hay gặp nhiều nhất chính là lóc tách động mạch chủ ngực, và cái đó nó liên quan đến tiếp 3, tiếp B, nó giống với cả cái đau ngực điển hình, nó giống như một hội chứng mạch vành, và cái đó là cái mà chúng ta cần phải đối mặt. Thế thì triệu chứng lâm sàng thì vô cùng đa dạng.
từ đau ngực rồi đến ngất, tai biến mạch não, rồi tăng huyết áp, sốc tim, thổi tâm trương, rồi chênh lệch huyết áp, vân vân. Bản chất của câu chuyện là gì ạ? Bản chất của câu chuyện là chúng ta cần phải nghĩ đến nó thì chúng ta mới loại trừ được nó. Còn nếu chúng ta không nghĩ đến, chắc chắn chúng ta sẽ bỏ sót. Xin thưa với các bạn là trong lúc chuẩn bị cái bài giảng này, tôi đọc lại Medline để tôi xem có gì cập nhật hơn ấy. Thì trong độ 3 năm gần đây thì nó đưa ra thêm cỡ khoảng gần 200 cái tài liệu tham khảo mới. Chứ basically thì tôi không thể nào mà nhét tất cả cái món đó vào đây cho các bạn được. Tuy nhiên là có một bài báo rất hay, đó là lóc tách bộ mạch chủ mà không có triệu chứng. Và đặc điểm của cái này là gì? Là tip A. Như vậy là có tồn tại một cái thể là lóc tách bộ mạch chủ tip A không có triệu chứng. Chứ nó không phải giống như chúng ta thường nghĩ. Và cái triệu chứng duy nhất mà nổi bật ở cái nhóm vẫn còn sống đấy là cái gì? Là một tiếng thổi tâm trương rất to, rõ. Vậy đứng trước một cái case bình thường, không có dấu hiệu gợi ý, một tiền sử tăng huyết áp, người cao tuổi đến khám với chúng ta mà có tiếng thổi tâm trương rõ to thì phải nghĩ đến gì ạ? Lóc tách đâu mà chủ mãn tính. Đấy, chứ không phải là cứ chết sạch như chúng ta thường nghĩ đâu. Đấy là vì nó đang tiến triển cấp tính, còn có những cái thể khác hoàn toàn không có đau ngực. Vậy tóm lại, sau khi đọc cái bài báo đấy xong, câu đúc kết lại là gì? Đối với lóc tách mạch chủ cần phải nghĩ đến nó. Thế thì một câu hỏi số 2 là tại sao ngày xưa nội trú chúng tôi gặp rất là ít, có khi cả tháng một mới có 1-2 ca động mạch chủ mà bây giờ bạn có nhiều đến thế? À, bởi vì bây giờ tuổi thọ cao hơn, tăng huyết áp nhiều hơn. Và thực ra còn có một câu chuyện dài tập khác là chúng ta đã uống kháng sinh nhiều hơn. Chính những cái kháng sinh đó nó làm cho cái bệnh lý của chúng ta trở nên xuất hiện nhiều hơn. Tí nữa tôi sẽ chiếu cho các bạn, đây là một cái hình ảnh tại sao cái câu chuyện này lại nhiều như vậy. Tại sao chúng ta lại có cái bệnh lý này? Bởi vì thứ nhất, chúng ta có một cái gen nhất định để nó ảnh hưởng đến cái câu chuyện bệnh lý của chúng ta. Có khoảng 30 gen khác nhau làm cho các động mạch chủ của chúng ta nó bị phình giãn nhiều hơn. Chúng ta có một cái quá trình tác động của cái men MMP, nó làm cho cái thằng động mạch chủ trở nên dạ mềm yếu hơn. Và chính quinolone là một cái tác nhân để làm cho cái này nó phát triển. Đấy là lý do vì sao khi chúng ta điều trị kháng sinh cộng đồng nhiều hơn bằng quinolone thì chúng ta sẽ gặp nhiều bệnh lý dạ phình động mạch chủ hơn. Bây giờ chúng tôi gặp nhiều đến mức mà thậm chí là chúng ta đã phải nghĩ về cái tỷ lệ động mạch chủ ngang với cả mạch vành. Cái này hơi khác với cả nước ngoài nhé. Nước ngoài thực ra không nhiều như chúng ta thường nghĩ. Và trên cơ sở đó, trên một cái nền tảng động mạch chủ bị giãn ra cộng yếu tố nguy cơ có một khởi phát nhất định, và lúc đó nó mới xuất hiện được cái phình lóc động mạch chủ. Như vậy là tất cả những câu chuyện đó nó đòi hỏi chúng ta cần phải nghĩ nhiều về nó thì mới được. Chứ còn nếu chúng ta không nghĩ nhiều đến nó, chúng ta sẽ không bao giờ thấy được đâu. Và trước đây chúng tôi rất hiếm, bây giờ chúng tôi thấy nhiều lên. Và dần dần nó chúng tôi mới hiểu được là tại sao lại là câu chuyện như vậy. Thế thì khi mà chúng ta xem xét, chúng ta thấy là gì? Những cái bệnh nhân nào thì thường hay gặp động mạch chủ cấp, bao gồm có tiền sử tăng huyết áp, hút thuốc, mạch vành, có phình động mạch chủ ngực bụng, có bệnh lý động mạch ngoại vi, suy thận mãn, vân vân. Tất cả những cái này là gì? Là yếu tố nguy cơ của bệnh mạch vành. Vậy thì chúng ta, nếu mà chúng ta gặp cái đau ngực tương tự, chúng ta nghĩ đến cái gì? Chúng ta nghĩ mạch vành trước đã, rồi sau đó nếu không phải mạch vành thì động mạch chủ. Thì nữa nó sẽ có cái slide để cho chúng ta biết được chuyện đó. Như vậy tóm lại là bệnh lý động mạch chủ để mà chẩn đoán thì bao gồm nó cũng sẽ gồm có những thứ là các yếu tố nguy cơ trên nền tảng của bệnh nhân nào có nhiều cái bệnh cảnh mà nó dễ gây hội chứng mạch chủ cấp, rồi trên bệnh nhân có những triệu chứng hết sức đa dạng, và đặc biệt là nếu mà có nhiều bộ phận kèm nhau, ví dụ trên một cái mà lại có tự nhiên tăng huyết áp, đau ngực mà kèm theo liệt hai chi dưới chẳng hạn, thì phản xạ phải là gì ạ? Lóc tách động mạch chủ. Tức là những cái bệnh nó bị phân tán ở rất nhiều vị trí khác nhau, xảy ra cùng một lúc trong bệnh cảnh cấp, thì lúc đấy chúng ta cần phải nghĩ động mạch chủ cấp. Thế thì bản thân cái bệnh lý nó cũng có rất là nhiều triệu chứng lâm sàng mà nó khác biệt nhau giữa type A và type B. Về mặt cổ điển thì người ta nói là tràn dịch bên phải bên trái thì là type A, type B, nhưng mà chúng tôi làm nhiều chúng tôi thấy chả đúng. Tóm lại nó có thể bất kỳ cái gì, nó có thể bất ở đâu và như thế nào, có thể có cả tràn dịch màng phổi, màng tim, vân vân. Cái đấy là, và kể cả type A, type B, chứ không phải là nhất thiết là cứ phải type A thì có tràn dịch màng tim giống như chúng ta thường nghĩ. Đây là cái bản tổng kết khác để cho các bạn, slide thì các bạn rồi cũng sẽ có, để đưa ra một cái bệnh cảnh của các cái dạng bệnh lý động mạch chủ cấp khác nhau. Và xin thưa là trong này người ta cũng chỉ nói chủ yếu đại đa số đến bệnh cảnh động mạch chủ ngực mà thôi. Còn bệnh lý động mạch chủ bụng thì không phải là như vậy. Vì sao lại như thế? Tại vì đại đa số cái dấu hiệu của động mạch chủ bụng là không hề có triệu chứng. Và bệnh nhân vào viện với một cái tình trạng là gì ạ? Tự nhiên là thấy bụng hơi trướng trướng lên một chút và tù đát. Thì đấy nó như một cái chảy máu trong ở bụng ấy. Và phần lớn bệnh nhân đến ở ngoại khoa, ở đây có mấy bác sĩ phẫu thuật viên tim mạch đấy, thì họ sẽ gặp cái này nhiều hơn. Còn chúng ta đến chỉ gặp cái dạng gì ạ? Chỉ là cái dạng mà bệnh nhân còn sống sót qua các đợt đó, có một khối phồng ở bụng, đập theo bụng, và lúc đó chúng ta chụp lên, chúng ta thấy một khối phồng, một cái lớp huyết khối bám trong thành rất là dày, thì đấy là cái dạng mà nó đã dọa vỡ hoặc là nứt vỡ từ đầu đó. Thế thì chính vì thế cho nên là chúng ta gần như không có cái dạng bệnh lý này, chúng ta chỉ biết mà thôi.
Thì quay trở lại, đối với cả một cái bệnh nhân như vậy, chúng ta cần xác định có ba cái thông số chúng ta cần xác định rất là nhanh trên lâm sàng. Một là các cái tình trạng mà có chúng ta phải nghĩ động mạch chủ, được gọi là cái high risk condition đấy ạ. Thứ hai là các cái triệu chứng đau mà gợi ý động mạch chủ, và cái thứ ba là các cái triệu chứng khám lâm sàng mà gợi ý bệnh động mạch chủ. Ví dụ cái đau là gì ạ? Đột ngột lan ra sau lưng rồi như là dao đâm. Cái này thì các bạn nội chú giỏi chúng tôi rất là nhiều, bởi vì đại đa số chúng tôi đều tiếp nhận bệnh nhân là gì ạ? Sau khi đã được chẩn đoán. Còn các bạn mới là cái người tiếp xúc ban đầu, và sai lầm là của các bạn, rồi kinh nghiệm cũng là của các bạn, thì các bạn sẽ thấy là nó có những cái. Và thực ra ở đây một trong những gợi ý của chúng ta là gì? Là cái sự không tương xứng giữa điện tâm đồ và triệu chứng đau ngực. Ví dụ đau ngực rất là nhiều, về mặt nguyên tắc phải là một vùng thiếu máu cơ tim rất nhiều, mà tại sao cái điện tâm đồ lại rất ít? Thì như vậy chúng ta cần phải nghĩ có nguyên nhân khác. Đấy, thì đấy là cái cách để mà chúng ta nghĩ nó, hướng đến nó. Hay nói khác đi là nếu như bệnh nhân mà vào viện để chúng ta làm điện tâm đồ mà thấy bình thường, thì trong đầu chúng ta đã phải nghĩ động mạch chủ rồi. Đấy là cái thứ chúng ta cần làm. Rồi đương nhiên khi khám lâm sàng sẽ có dấu hiệu gợi ý, ví dụ như là mất mạch một bên, chênh lệch huyết áp hai tay, có tiếng thổi tâm trương ở van động mạch chủ, hoặc là tổ đáp hoặc là sốc, thì đấy là những cái thứ mà chúng ta cần phải nghĩ trên một cái đối tượng mà có nhiều yếu tố nguy cơ. Biểu hiện cận lâm sàng thì sao? Về mặt kinh điển thì có trung thất rộng, điện tâm đồ không mấy nổi đặc hiệu, các cái xét nghiệm máu có thể làm rất nhiều thứ. Thế thì đại đa số là không có gì đặc biệt. Ở đây nó có những cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh rất là rõ rệt, và các bạn đọc tài liệu thì các bạn thấy là gì ạ? Là châu Âu và kể cả Hoa Kỳ thì nói rất nhiều đến siêu âm qua thực quản, nhưng thực tế trong thực hành lâm sàng và gần đây là một xu hướng mới thì người ta không làm chuyện đấy. Nghi ngờ phát thì người ta làm gì ạ? Multi-slice CT, loại trừ luôn cả ba thứ: tắc động mạch phổi, lóc tách động mạch chủ và các bệnh lý đặc biệt khác, chẳng khí lần kia cho nó nhanh. Thế thành ra là cái cách tiếp cận mới thì theo chúng tôi cũng nên là như vậy, tức là trong vòng độ 10 phút chúng ta phân loại, phân tầng nguy cơ luôn, là đây có phải là gọi là nhồi máu cơ tim ST chênh lên hay không. Và sau đó thì trong vòng 40 phút tiếp theo, nếu cái đau ngực thì nó quá nhiều thì chúng ta cho luôn chụp cái multi-slice CT để loại trừ gì ạ? Lóc tách động mạch chủ. Thì đấy là cái cách mà chúng ta làm cho nó nhanh. Còn sau đó đương nhiên tùy theo bệnh cảnh lâm sàng chúng ta bắt đầu mới tính toán câu chuyện khác. Đây là cái chiến lược mà sử dụng các biện pháp chẩn đoán hình ảnh của châu Âu. Nhưng mà người ta, các bạn có thể nhìn thấy ở đây là người ta nhấn mạnh rất nhiều đến xương qua thực quản. Thì thực ra cái xương qua thực quản thì trước đây là được còn để xác định xem là cái vị trí vết rách đầu tiên là thế nào. Nhưng về sau khi làm nhiều chúng ta thấy cái đấy không quá quan trọng. Quan trọng là chúng ta xem đây thực sự là cái gì, rồi planning có làm được can thiệp cấp hay không, thì cái thông số đó buộc phải đo trên multi-slice CT. Và cái multi-slice CT đấy nó chỉ đủ tiêu chuẩn nếu các lớp cắt của chúng ta cách nhau dưới 1 mm. Và như vậy có nghĩa là cái thứ chúng ta cần phải chụp tối thiểu phải là 64 dãy, nếu không muốn nói là 128 dãy. Còn nếu mà dưới đó thì sao ạ? Thì các lớp cắt nó trên 1 mm, và như vậy chúng ta không đủ gì điều kiện để mà làm. Đấy, thì cái đấy là cái chúng ta cần phải làm. Đây là cái bảng khác để so sánh giá trị của các phương tiện chẩn đoán khác nhau. Ví dụ như là chúng ta chụp mạch CT, MRI, siêu âm qua thành ngực và siêu âm qua thực quản về mức độ khả năng làm, tính xâm lấn, sử dụng cản quang hay không, độ nhạy của đặc hiệu. Và chúng ta có thể thấy là gì ạ? Là quan trọng nhất vẫn là gì? Độ nhạy của đặc hiệu thì cao nhất vẫn là CT và MRI. Siêu âm qua thực quản không phải dễ để mà làm, nhất là chúng ta lại phải đặt nội khí quản trong tình huống cấp tính vân vân, đau ngực vân vân, nó sẽ rất là khó triển khai. Và để mà phát hiện cũng như hoạch định thì chúng tôi vẫn nghĩ rằng multi-slice CT và MRI vẫn là cái biện pháp tốt nhất. Tất cả các tài liệu này nó hơi bị cổ đi một chút, và thực ra là không phải nhiều nơi được tiếp cận với cả phương tiện chẩn đoán kỹ thuật cao như kiểu của chúng ta. Chúng ta bypass qua rất nhiều các cái giai đoạn phát triển, nên là chúng ta được tiếp cận với một loạt các biện pháp chẩn đoán hình ảnh mới. Vì thế nên là đây là cái cách mà chúng ta đang làm, và chúng tôi nghĩ rằng là có một cái bảng này để chúng ta hiểu rằng chúng ta đang ở đâu. Nhưng mà không nên quá gọi là câu nệ bằng cách là gì, cái này theo đúng khuyến cáo phải đi làm xuyên qua thực quản để chuẩn đoán nọ kia. Xin thưa, chuyện đấy không quá cần thiết. Chúng ta có thể bypass, cắt ngắn những chuyện đấy rất nhiều nhờ có biện pháp chuẩn đoán hình ảnh tốt. Thì đây là cái lượt đổi chẩn đoán gợi ý trên lâm sàng các cái bệnh nhân mà có bệnh lý động mạch chủ dựa trên cái gì ạ? Bệnh cảnh tiền sử có yếu tố nguy cơ cao, triệu chứng đau ngực có nguy cơ cao, hoặc là khám lâm sàng nguy cơ cao, thì không có yếu tố nào được xếp vào nhóm gì ạ? Nguy cơ thấp. Có một yếu tố thì được gọi là gì? Nguy cơ trung bình. Và có từ trên 2 yếu tố trở lên trong số 3 cái nhóm này thì được gọi là nguy cơ cao. Thì lúc đó chúng ta đương nhiên chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta phải làm điện tâm đồ, chúng ta chụp X-quang, làm xét nghiệm máu, vân vân. Thì trong cái xét nghiệm máu chúng ta có HKG, có troponin để chúng ta loại trừ gì ạ? Hội chứng bệnh cấp.
chúng ta có điện tâm đồ, chúng ta là hội chứng loại trừ hội chứng vành cấp nhồi máu cơ tim ST chênh lên, và có thể có cái D-dimer. Và nếu như mà D-dimer mà dưới 500 thì sao ạ? Chúng ta có thể loại trừ không nghĩ đến gì lọc sách của mạch chủ. Như vậy cái D-dimer ở đây chỉ có ý nghĩa để làm gì? Để loại trừ chẩn đoán chứ không phải để xác định chẩn đoán nhé. Đừng xác định chẩn đoán bằng cái món này, bởi vì trong bệnh cảnh cấp khi liên quan huyết khối tiền gì nó cũng tăng, động mạch phổi cũng tăng, hội chứng vành cấp cũng tăng, động mạch chủ cũng tăng, nhưng nó có giá trị để loại trừ chẩn đoán. Đấy, thì nó giống như kiểu cái test 0 giờ 1 giờ. Tuy nhiên xin thưa với các bạn là có một cái bài báo gần đây nhất lại là thế này. 12% những cái trường hợp đau ngực bình thường chúng ta gửi về sẽ quay trở lại vì một biến cố tim mạch. 70% số quay lại là gì? Là mạch vành. 20% khác là động mạch chủ. Thành ra là cái chúng ta nghĩ là bình thường, nếu bệnh nhân đã đến phòng khám vì đau ngực thì vui lòng khám lại chuyên khoa tim mạch để loại trừ tiếp. Đừng thả về bình thường mà cuối cùng bệnh nhân sẽ quay lại vì biến cố tim mạch đấy, chứ không phải là đơn giản. Thế thành ra là cái dấu hiệu bệnh nhân đau ngực đến với phòng khám cũng là một cái dấu hiệu quan trọng không thể nào bỏ qua. Sau đó rồi chúng ta làm gì ạ? Chúng ta làm luôn một cái là tôi nghĩ là cái phần ở dưới này nó không hợp với bệnh cảnh Việt Nam chúng ta. Nếu điện tâm đồ ST không chênh lên mà đau ngực có dấu hiệu gợi ý, hoặc là nó nằm trong cái nhóm mà nhóm nguy cơ cao, tức là có hai trong ba yếu tố này, thì lập tức là chụp gì ạ? Multi-slide CT. Và ngay cả khuyến cáo của Mỹ cũng nói là gì? Là trong vòng 40 phút từ lúc bệnh nhân vào viện vì đau thắt ngực, chúng ta nên có một phim gì ạ? Multi-slide CT để loại trừ lóc tách của mình chủ, nếu cái đau ngực đấy là nghi ngờ. Thế thành ra chúng ta có hai mốc thời gian. Bệnh nhân vào viện vì đau ngực, chúng ta làm gì? Điện tâm đồ trong 10 phút. Và nếu điện tâm đồ không tương xứng với tính chất của đau ngực, hoặc là đau ngực rất gợi ý lóc tách của mạch chủ, thì chúng ta cần chụp multi-slide CT trong vòng gì? 40 phút. Cái đấy nó mới giải quyết được các câu chuyện khác, nó mới bypass qua được tất cả những cái thứ thừa, và nó đi đến nhanh chóng đến cái quyết định chẩn đoán của chúng ta. Đấy, thì đấy là cái cách mà chúng ta làm. Còn đương nhiên bố trí phòng cấp cứu nước ngoài, bạn rồi các bạn đồng nghiệp sẽ nhìn thấy hết là gì? Là cái phòng khám ở đây, và bên cạnh là gì ạ? Là máy chụp CT, nó ngay ở trong tầng 1, ngay bên cạnh phòng khám, ngay ở chỗ tiếp đón. Thì lúc đấy mới giải quyết được vấn đề. Nếu các bạn có xây bệnh viện tư thì hãy nghĩ đến cái cách phương án đấy để mà làm, đúng không ạ? Để giải quyết được câu chuyện khác. Câu hỏi thứ ba, sau khi biết đây là động mạch chủ rồi thì chúng ta cần làm gì? Thì nó có một thứ nó gọi là định danh, tức là định danh tổn thương. Trong cái chữ này thì nó bao gồm có tất cả các thứ bên trong, nó thể hiện về cái hiểu biết bệnh học của chúng ta. Đó là chữ dissect. Bao gồm có chữ D, I, hai chữ S, chữ C và T. D tức là thời gian mắc, I là vết sách nguyên ủy, S là đường kính lớn nhất của mạch chủ, tức là nguy cơ như thế nào. S khác nữa là mức lan lên các cái nhánh bên của chúng ta để chúng ta quyết định cái hướng và chiến lược xử lý. C là biến chứng trên lâm sàng, và T là có huyết khối trong lòng giả. Thì đây là những cái yếu tố cơ bản để định danh một cái lóc tách hoặc là một hội chứng động mạch chủ cấp. Tóm lại, bệnh nhân nghi ngờ có multi-slide CT thì khi đọc multi-slide CT chúng ta cần đọc theo tiêu chí này, dissect, xem nó là cái gì. Thế thì D nghĩa là thế nào? D là thời gian bị bệnh là bao nhiêu, thì nó phân loại giữa lóc tách cấp, bán cấp và mạn tính. Và cái mốc thời gian xung quanh là bao nhiêu ạ? Xung quanh là cỡ khoảng gì ạ? Chúng ta thấy là gì? Là trong vòng, cái mức thời gian ngày xưa nó là 2 tuần, nhưng bây giờ chúng ta đẩy, có thể đẩy đến tận 90 ngày. Bởi vì là trong vòng 90 ngày này các biến cố nó vẫn xảy ra nhiều, cho nên là cái giới hạn của câu chuyện mạn tính tức là sau 90 ngày, sau 3 tháng thì may ra mới được gọi là mạn tính. Thực ra nó không phụ thuộc vào cái chuyện đó, nó phụ thuộc vào cái việc cái lòng giả của các bạn nó có đập trên phim chụp hay không, hoặc là khi chụp cắt ngang nó là như thế nào. Tại sao lại là như vậy? Thì chúng ta hãy nhìn cái các cái cúp cắt liên tục từ ngày thứ nhất sau một thời gian, chúng ta sẽ thấy đầu tiên là gì ạ? Đầu tiên là có cái máu, nó có như kiểu máu tụ ở đây, nó tạo thành cái lòng hình lòng giả và lòng thật rất là rõ, nhưng cái đường này nó còn cong, sau đó nó cứ thẳng dần ra, và khi cái này nó thẳng hàng ngang như thế này thì nó là dấu hiệu của gì? Của mạn tính. Còn khi cái dấu hiệu này là cong thì đây là gì ạ? Của bán cấp hoặc là cấp của biến chứng nó đang diễn ra. Thế thành ra là cho dù là chúng ta chụp phim multi-slide CT, nhiều lúc chúng ta không biết được cái lòng giả hay lòng thật nên nó có đập hay không, thì chúng ta dựa trên cái tính chất thẳng của cái vết rách để chúng ta biết được đây là cấp hay mãn tính. Thế còn sau thời gian thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng nó có huyết khối ở trong thành này hay không, để chúng ta định danh được đây là cấp mãn tính hay là huyết khối một phần hay là bán phần, vân vân. Thế thì nếu mà những cái vết rách mà nó càng phức tạp, càng xoắn bạc bao nhiêu thì cái lòng giả nó sẽ càng bé bấy nhiêu. Xin lỗi, lòng thật nó càng bé bấy nhiêu, và nó sẽ thay đổi vị trí theo đúng cái kiểu là hình xoắn. Và trên cơ sở đấy chúng ta sẽ biết được cái bệnh nhân của chúng ta là nguy cơ cao, thấp hay là thế nào. Thế thì ở đây nó có một cái rất là lý thú là gì? Là lúc mà cái vết rách nó sẽ dừng, chúng tôi vẫn thường hay nói với nhau là ngày xưa chúng tôi quan điểm là thế này.
Các thầy vẫn nói là điều trị để ngăn ngừa tiến triển của động mạch chủ là ngăn ngừa cái để lắp tiếp xuống, nhưng thực ra cái đấy không hoàn toàn đúng, mà ngăn ngừa là để nó giãn, phình giãn theo chiều ngang, còn nó dừng ở đâu nó sẽ dừng ở đấy. Cái lần rách đầu tiên nó sẽ rách ở, nó sẽ dừng lại ở chỗ nó muốn, và đại đa số là chỗ chia đôi. Ví dụ ở đâu ạ? Ví dụ như là tí ba đơn thuần nó có thể dừng lại ở ngay gì, ngay cái chân giữa cái động mạch dưới đòn của thân cánh tay đầu với cái động mạch chủ lên, nó thành cái tí ba điển hình. Nó có thể chạy dọc tiếp xuống dưới, nó đến động mạch thận, nó có thể đến động mạch mạc treo tràng, có thể đến động mạch thân tạng, có thể xuống đến động mạch gì ạ, động mạch chậu. Thì tất cả cái vị trí đó, cái việc nó lóc tắc đến đâu là nó sẽ lóc tắc ngay từ lần đầu tiên, lúc xảy ra cơn đầu tiên khi có tăng huyết áp cao nhất. Còn đại đa số sau đó nó chỉ là tiến triển theo chiều ngang mà thôi. Lúc cái lòng thật nó bị ép lại, lòng giả nó giãn tướng ra, thì toàn bộ cái mà chúng ta có thể làm cho người bệnh, bản chất của câu chuyện là ngăn ngừa tiến triển theo chiều ngang, và nó vỡ thì nó cũng vỡ theo chiều ngang. Thế thành ra là đấy là những cái thứ mà chúng ta sẽ biết được lý do tiến triển là thế nào. Thứ ba nó là cái vết rách nguyên thủy. Thực ra cái vết rách nguyên thủy để làm gì? Để nếu chúng ta có xử trí bằng phẫu thuật hoặc là bằng stent graft, chúng ta phải phủ qua cái vết rách nguyên thủy này. Tuy nhiên có hai điểm cần nhớ. Điểm thứ nhất là gì ạ? Là nếu mà chúng ta đặt vào những cái khu vực mà nguy hiểm thì về sau nó có thể có các vết rách muộn ở phía xa hoặc ở phía gần. Cái vết rách muộn này ở phía gần thì nó sẽ trở thành cái lóc tách ngược lại, trở thành là lóc tách tiba. Ở phía xa thì nó sẽ tạo thành tiếp tục tiến triển của khối phình đấy. Và đấy là lý do vì sao cái trường phái ở viện tim mạch là thường chúng tôi đặt cái stent graft rất là dài để ngăn cản cái tiến triển ở cái đoạn xa của động mạch chủ lên, nếu mà bệnh nhân tiến triển theo thời gian. Thế thì trước đây thì người ta rất coi trọng cái này, bởi vì phẫu thuật viên phải tìm bằng được cái này để phẫu thuật, để bóc nó ra, để bộc lộ, để tạo thành răm ba lỗ, để giảm áp cái lòng giả. Và vì thế cho nên người ta đưa cái vai trò của gì, của siêu âm qua thực quản lên hàng đầu để đi tìm cái vết rách này. Bản chất câu chuyện là như thế. Và thời đấy multi-site CT nó không nhiều, vì thế trong tất cả các khuyến cáo các bạn đều thấy vai trò của gì ạ, siêu âm thực quản. Và bây giờ nó khác rồi, bây giờ chúng ta dùng multi-site CT, và nếu đọc được cái đấy tốt thì nó sẽ giúp chúng ta các câu chuyện này. Thì nội chú các bạn này là năm thứ hai rồi thì không nói, còn nội chú năm đầu thì chúng tôi sẽ có cái khóa để yêu cầu được giảng mặt kỹ năng đấy. Ngày xưa hình như các bạn này cũng đã được đọc qua một số cái lớp rèn luyện mặt kỹ năng như vậy, tức là phân tích tiện tâm đồ hay đọc phim multi-slide CT. Thì đấy là một cái cách để mà chúng ta học, để mà chúng ta có thể biết được là đọc một cái phim multi-slide CT như thế nào, và tại sao cái việc xác định cái vết rách nguyên thủy này là quan trọng. Tuy nhiên là không phải là như vậy, và không phải mọi cái lóc tách thì vết rách nó đều ở phía trên, có rất nhiều trường hợp lóc tách ở phía dưới. Và chúng tôi nghĩ rằng là phải nói là gì ạ, đến 15-20% các cái lóc tách động mạch chủ mà tiếp B thì vị trí xuất phát lại từ bụng chứ không phải từ ngực, và vết rách đầu tiên lại ở phía dưới loanh quanh chỗ các động mạch tạng rồi nó đi lên. Thì cái đấy là cái đặc thù mà chưa hiểu lý do vì sao cả, chắc là còn phải nghiên cứu thêm, có ba dăm ba thêm luận văn thạc sĩ nữa, đúng không ạ? Cái thứ hai là liên quan đến cái kích thước lớn nhất chiều ngang của động mạch chủ. Thì đây là các cái kích thước bình thường, một cái bảng để cho chúng ta nhìn thấy các cái kích thước bình thường tùy theo vị trí ở van Sanva, chỗ nối của cái phần ống và phần xoang, rồi động mạch chủ lên, rồi động mạch chủ xuống phần phần trên, rồi động mạch chủ phần ngực, thì phần bụng. Thì mỗi một cái đoạn này nó có một đường kính khác nhau. Thì tại sao cái chuyện này lại quan trọng? Bởi vì là cái tốc độ gia tăng, tốc độ lớn lên của động mạch chủ nó phụ thuộc vào vị trí cũng như là cái kích thước ban đầu của vị trí đó. Ví dụ các bạn nhìn ở dưới, đây là cái lực đổ cho chúng ta nhìn thấy cái kích thước động mạch chủ nó lớn khởi đầu như thế nào, thì nó sẽ có cái tỷ lệ vỡ hoặc là lóc tách ra sao theo thời gian. Đây là tỷ lệ hàng năm. Và vì vậy chúng ta thấy có một đường kính tới hạn là gì? Là 50. Đấy là lý do vì sao mà chúng ta đối với cả những cái động mạch chủ mà đường kính ngang là 50 thì đã bắt đầu phải theo dõi sát hoặc là thậm chí có chỉ định làm sớm hơn một chút. Và ở đây chúng ta nhìn thấy là gì ạ? Ở đây nó có cái điểm gọi là điểm uốn. Tức là gì? Nếu động mạch chủ mà đường kính nó bé thì tốc độ gia tăng lớn lên nó thấp lắm. Nhưng đến một thời điểm nó như một cái bột gọi là bột phát lên, và lúc đó cái đường kính động mạch chủ lên nó tăng vọt và nó sẽ gia tăng lên các cái biến cố. Ở đây là một cái bảng khác mà chúng ta phải nhìn thấy. Cái tốc độ này chúng ta có thể dự báo được chứ không phải là không. Tuy nhiên nó phụ thuộc vào vị trí của động mạch chủ cũng như là đường kính ban đầu. Và chúng ta nhìn thấy nếu đường kính ban đầu càng lớn thì tốc độ gia tăng nó càng lớn theo thời gian, tức là nó càng xung yếu. Và đó là những lý do vì sao chúng ta càng cần phải làm sớm là vì vậy. Tốc độ trung bình của động mạch chủ lên là bao nhiêu ạ? Cỡ khoảng 0,1 cm một năm. Với động mạch chủ xuống đoạn ngực có thể lên đến 0,3. Thành ra là tại sao những bệnh lý phình động mạch chủ chúng ta lại thấy rất nhiều gì? Phình ngực bụng chứ không phải động mạch chủ lên. Trừ cái thể là gì ạ? Những hội chứng như kiểu hội chứng mắc phăng, tức là những bệnh lý mang chất di truyền thì nó đã phát triển từ rất sớm.
Thế thì để làm được chuyện này thì người ta có một cái bảng, tức là người ta lấy cái đường kính ngang của động mạch chủ, người ta chia cho diện tích ra và tạo thành một cái chỉ số gọi là chỉ số động mạch chủ, và trên cơ sở đấy người ta quyết định được là xem là cái này thuộc nhóm nguy cơ cao, nguy cơ trung bình hay nguy cơ thấp, nguy cơ này là nguy cơ vỡ, để biết được là cái đối tượng này chúng ta cần theo dõi như nào. Thì đây là cái bảng số liệu cho chúng ta nhìn thấy chuyện đó. Một cái việc thứ hai rất quan trọng là gì ạ? Là sau khi lắp ra rồi, có rất nhiều bệnh nhân ổn định và chúng ta nghĩ là cái này ổn rồi, chả đau đâu, cứ về. Thế thì theo thời gian, khi nó đã lắp tách ra rồi thì nó sẽ tiếp tục nó giãn ra tiếp, được gọi là hiện tượng gì? Giãn sau khi lắp. Thế thì cái việc mà giãn sau khi lắp nó phụ thuộc vào gì ạ? Thì đây là cái bảng cho chúng ta nhìn thấy, nó phụ thuộc vào tuổi và việc là nhịp tim là bao nhiêu. Và vì vậy đấy là lý do vì sao chúng ta phải kiểm soát tần số tim đối với những bệnh nhân lắp tách của bệnh chủ, để chúng ta giảm cái tốc độ giãn phình ở trên những bệnh nhân mà chưa có biến chứng. Nó phụ thuộc vào mức độ đường kính động mạch chủ, lòng thật lòng giả thông hay không, có huyết khối hay không, hình dạng là như thế nào, vết rách ra sao, vết rách xoắn chéo ở vòng cong trên hay dưới, hoặc là lòng thật soi cả lòng giả. Và chính vì vậy chúng ta có thể chia cái bệnh nhân lắp tách nhưng chưa có biến chứng trở thành nhóm gì? Nhóm nguy cơ cao tiến triển và nhóm nguy cơ thấp tiến triển. Nhóm nguy cơ cao tiến triển thì tốt nhất là chúng ta làm stent graft. Bởi vì sao? Để càng lâu khi nó đã càng phình giãn thì cái việc chúng ta làm can thiệp nó càng khó và càng nhiều biến chứng. Thế thành ra là đối với cả câu chuyện can thiệp động mạch chủ thì thà rằng chúng ta làm sớm thì cái khả năng thành công và tỷ lệ biến chứng chúng ta ít hơn so với cả chúng ta làm muộn. Đấy là lý do vì sao có nhiều trường hợp các bạn cứ ảo, ui giời, các ông này làm thì gọi là quá chỉ định, gọi là lạm dụng về vấn đề chỉ định, bệnh nhân không đau ngực, mọi thứ bình thường, huyết áp tốt, vì sao phải đè ra làm? À, bởi vì đây là cái nhóm nguy cơ cao, nó tiến triển, và thực ra ở cái nhóm này thì làm muộn tỷ lệ biến cố nó cao hơn hẳn so với cả chúng ta làm sớm, và đấy là lý do chúng ta làm. Điểm tiếp theo là gì ạ? Là S thứ hai là mức độ lan đến các nhánh như thế nào. Đây là một vài cái slide rất là lý thú để giải thích vì sao trong bệnh cảnh lắp tách của mạch chủ chúng ta lại có gì ạ? Có cái việc mà lòng giả xuất phát từ lòng thật hay là vân vân và vân vân. Thì thực ra nó không hoàn toàn nó đứt rời như chúng ta thường nghĩ. Bản chất là câu chuyện là chúng ta đang cắt ngang, và vì vậy chúng ta không thể biết được là cái lòng thật lòng giả nó quấn như thế nào. Và đây là hai cái trạng thái bình thường chúng ta nhìn thấy. Khi cái khối máu tụ nó lan xuống đây, nó ép vào lòng thật bé tí như này và trên một cái cúp cắt nhất định, rồi dần dần chúng ta sẽ đọc là gì ạ? Xuất phát từ lòng thật hay lòng giả. Trừ phi nó rách gọi là te tua, rất nhiều lỗ ra lỗ vào, lúc đấy chúng ta mới không biết được lòng giả lòng thật. Còn với bản chất của câu chuyện trong các tình huống cấp tính thì nó đều do cái lòng giả nó ép vào. Và hai cái trạng thái chúng ta hay gặp được gọi là một trạng thái thứ nhất là gì? Là khi cái lóc tách nó lan vào một nhánh bên và nó làm giảm cái tưới máu của nhánh bên. Và một dạng thứ hai, cái nhánh bên nó hoàn toàn bình thường nhưng vì cái khối phòng, khối lòng giả nó ép lòng thật vào, nó làm lấn luôn dòng ở đó. Và đó là lý do vì sao có rất nhiều bệnh nhân suy thận, bệnh nhân gì ạ, thiếu máu chi. Sau khi chúng ta mở thông cái lòng thật ra bằng một cái stent graft thì mọi triệu chứng nó hết. Bạn hiểu không ạ? Thế thành ra trong cái bối cảnh mà cái bệnh cảnh cấp như vậy, nó không bảo là nó không kiểu như bị đứt rời như chúng ta thường nghĩ, mà để mà đến nỗi bệnh nhân không làm gì được đâu. Nhưng bệnh nhân nó phần lớn là chết sạch trước khi đến với cả chúng ta rồi. Đến cả chúng ta đại đa số là cái chuyện mà cái lòng thật nó bị ép bởi cái lòng giả như thế này. Và chính vì thế nên là nếu khi chúng ta đặt các cái miếng stent graft vào phía trên, chúng ta làm thông lại được lòng chính, khôi phục lại lòng chảy, thì lập tức là mọi câu chuyện là như bình thường. Thế thành ra là có rất nhiều trường hợp khi chúng ta làm, chúng ta nhìn thấy cái phim đầu tiên chụp lúc bệnh nhân cấp cứu thì cái tưới máu của thận một bên nó bị giảm, nhưng sau khi đặt stent graft xong, tưới máu thận hai bên nó lại bình thường. Đấy, thì đấy là lý do của cái câu chuyện này là như vậy. Đấy, tất nhiên có một số trường hợp khác khi mà chúng ta không khôi phục hết được cái lòng giả lòng thật, chúng ta buộc phải đặt stent để chúng ta khơi thông, thì đấy là câu chuyện tiếp theo. Cái chữ C tiếp theo là bệnh nhân có biến chứng hay không có biến chứng. Thì thế nào được gọi là biến chứng? Biến chứng thì nó có mấy dạng. Một là vỡ hoặc là dọa vỡ. Có thể vỡ vào gì ạ? Màng phổi, rồi trung thất, và cái tụ máu ở trong trung thất. Có thể vỡ vào màng tim, có thể vào ổ bụng như là trong cái phình động mạch chủ bụng vỡ. Có thể là gì ạ? Là giảm tưới máu của gì? Của mạc treo, của thận, của tưới máu chi dưới, của tất cả các tạng, có thể là của tủy. Và có thể có triệu chứng gì? Liệt hai chi dưới ngay trong cái lóc tách đầu tiên cấp tính của động mạch chủ. Thì đấy là những cái dấu hiệu thiếu máu của tạng và chúng ta cần phải xử lý. Đấy, thì tất nhiên nó sẽ có những câu hỏi mở rộng ra tiếp theo là trong đối tượng nào thì nó sẽ có thiếu máu tạng, đối tượng nào thì ít hơn, rồi cái triệu chứng này nó có phù hợp hay không, thì bắt đầu đi sâu hơn chúng ta cần tính sau. Nhưng trước mắt, đứng trước một cái phim, đứng trước một cái bệnh cảnh lâm sàng, chúng ta cần phải trả lời câu hỏi bệnh nhân này có biến chứng hay không.
Bởi vì nếu có biến chứng, cách xử lý của chúng ta nó sẽ khác. Và tiếp theo là gì ạ? Là chúng ta cần phải xem là cái trong cái lòng thật nó có, nó trong cái lòng giả nó có huyết khối hay không. Bởi vì nếu mà cái huyết khối mà nó chỉ, nó hoàn toàn không có huyết khối thì không sao, bệnh nhân đa số là ổn. Và thực ra cái dạng này nó không tiến triển, tại vì nó đã có thông thương lòng giả lòng thật, thành ra là nó không bị tiến triển tiếp. Cái dạng huyết khối toàn bộ thì nó sẽ nhanh chóng trở thành dạng bình thường. Còn cái dạng đáng sợ nhất chính là dạng huyết khối một phần, lúc đó nó sẽ làm cái lòng giả nó tiếp tục nó tiến triển và nó trở thành cái bệnh cảnh phình trên nền một cái lóc tách sau này. Thế thành ra là cái chữ T cuối cùng chính là câu chuyện trả lời một câu hỏi là có huyết khối một phần trong lòng giả hay không. Đấy, thì đấy là những cái chữ mà chúng ta cần phải trả lời. Và theo thời gian thì đây chính là cái biến cố để cho chúng ta nhìn thấy là nó sẽ làm gia tăng cái nguy cơ các biến cố liên quan động mạch chủ. Thế thì đối với cả diễn tiến tự nhiên thì có rất là nhiều dạng, mà đại đa số là liên quan đến biến chứng, ví dụ như là do vỡ, do thiếu máu tạng vân vân, và tỷ lượng tử vong khác nhau. Vì thế nên là về mặt cơ hội chẩn đoán, chúng ta cần phải trả lời một cái rất là đơn giản, đây là ngực hay bụng. Phần lớn là chúng ta không cần phải nói cái này, bởi vì bụng nó vào công kinh ngoại khoa, chúng ta chỉ có ngực thôi. Nhưng nếu là ngực thì phải trả lời câu hỏi đây là type 2, type B, bắt buộc phải trả lời. Trả lời câu hỏi thứ hai, đây là cấp hay mãn, dựa vào cái gì, vào thời gian đau. Nếu thời gian đau không rõ ràng, chúng ta dựa vào cái lòng giả lòng thật nó là thẳng hay là nó cong. Nếu cái nó thẳng tức là cái này nó đang sang pha mãn tính, nôm na là như vậy. Và cái tiếp theo là có biến chứng hay không, tức là gì, có vỡ vào màng phổi màng tim hay không. Vậy chúng ta lướt qua có tràn dịch màng phổi, có tràn dịch màng tim, có tụ máu trung thất hay không, có thiếu máu tạng hay không. Ví dụ so sánh hai bên, tự nhiên lại thấy một bên thận có vấn đề, một bên thận không, một bên chi dưới có vấn đề, một trên chi dưới không, hoặc là thiếu máu mạc treo, ví dụ như là lactate nó tăng cao, creatinin tăng cao, đây là dấu hiệu thiếu máu tạng, thì đấy xếp vào nhóm gì, có biến chứng. Thành ra là khi báo cáo giao ban thì đừng báo cáo lăng nhăng, báo thẳng luôn một vấn đề, bệnh nhân bao nhiêu tuổi, vào viện vì đau ngực chẳng hạn, chẩn đoán bây giờ là lóc tách động mạch chủ type B, cấp tính, đã có biến chứng, xong. Ba chữ thế là đủ. Hoặc là cái này là gì ạ? Type B, mạn tính, không biến chứng, xong. Chứ còn bạn báo cáo nhiều thì làm cái gì đâu, mà tất cả những câu chuyện đó là khi chúng ta đưa thông số này là chúng ta đã có cái biện giải phía trên để cho chúng ta biết đây là cái gì. Thì lúc đó nó mới dẫn đến cái phần tiếp theo là cái thái độ xử trí, tức là câu hỏi số 4. Xử trí trước cái gì, trước một hội chứng động mạch chủ? Thì rất là đơn giản, theo cái khía cạnh là gì? Nếu type 3, mổ. Nếu type B mà có biến chứng thì hoặc là phẫu thuật hoặc là stent graft. Và type B không có biến chứng thì sao ạ? Điều trị nội khoa. Vậy nó có ba cái mốc chỉ định như vậy. Và đó là lý do vì sao tất cả những thứ chúng ta làm, những cái thứ định danh mà chúng ta đặt trên phim là yêu cầu chúng ta phải có cái gì ạ? Chúng ta phải ra được chữ đích sách để trả lời được các câu hỏi cấp hay là mãn, type A hay type B, có biến chứng hay không có biến chứng để quyết định. Vì sao lại như vậy? Đây là cái lược đồ của châu Âu mà chúng tôi thấy là khá là rõ ràng. Nếu type A mà cấp tính thì lúc đó chúng ta sẽ có phẫu thuật gọi là khẩn trương trong vòng 24 tiếng. Vì sao lại như vậy? Vì cứ sau 1 tiếng thì tỷ lệ tử vong lại tăng lên 1-2%. Thế thành ra là chúng ta cố gắng làm nhanh chóng trong 24 tiếng thì mới làm tốt được. Và cái mức độ này phụ thuộc vào mức độ huyết động. Nếu nó vỡ vào màng tim rồi thì chúng ta làm gì? Chúng ta đẩy thẳng vào phòng mổ và mở trong gì ạ? Mở trong phòng mổ. Nhớ, mở trong phòng mổ. Chứ còn nếu chúng ta mà lại loay hoay bảo chúng này để em giảm áp cho bệnh nhân rồi mới đấy thì thôi, thì các bạn bằng cách đấy là các bạn dẫn lưu béng nó gì? Máu ra ngoài, vèo phát là hết. Bởi vì cái dù sao cái khoang này là khoang cứng, bệnh nhân vẫn còn đang, trừ phi là bệnh nhân ngừng tim thật thì lúc đấy chúng ta mới phải xử lý. Còn nếu không thì cái việc mà chúng ta nghi ngờ này lóc tách mà siêu âm mà có dịch màng tim thì ale mở trên phòng mổ. Cái đấy mới là cái để làm. Tương tự như vậy một cái tràn dịch màng phổi. Trước đây chúng tôi có sai lầm rất nhiều là sau khi làm stent graft hoặc là trước khi làm stent graft xong toàn dẫn lưu màng phổi. Và dẫn lưu xong thì sao ạ? Thì chết sạch. Bởi vì đấy là chúng ta dẫn lưu thẳng máu ra ngoài. Bởi vì dù sao chăng nữa thì khoang màng phổi vẫn là khoang kín, nó vẫn có một cái khoang để duy trì một áp lực nhất định cân đối ra hai bên. Và vì thế nếu chúng ta chưa lâu, chúng ta chưa giải quyết được nguyên nhân thì chúng ta đừng có làm những cái lăng nhăng. Bởi vì cái đấy là vì chúng ta không hiểu nên chúng ta mới dẫn lưu ra ngoài đấy. Chứ còn nếu mà đã nó đang cân bằng áp lực, nó có chảy đầu, chúng ta dẫn ra ngoài thì bệnh nhân chết nhanh hơn. Phải đâm ra là ngay cả trong sách cấp cứu người ta cũng đề là nếu chúng ta muốn mở màng tim thì chúng ta phải gì? Đưa lên phòng mổ. Tất nhiên là nếu bệnh nhân ngừng tim rồi thì chúng ta buộc phải gì ạ? Mở ngay tại trận thì bệnh nhân mới sống được. Thì như vậy là cái mức độ cấp tính của cái vấn đề huyết động trong cái type A này thì nó đòi hỏi chúng ta phải giải quyết trong phòng mổ. Đấy. Còn nếu mà không thì chúng ta sẽ cân nhắc, thì có thể cân nhắc trong trường hợp nào có biến chứng thần kinh.
Cái này là cái khó khăn nhất, bởi vì chúng ta không dự báo được tiền lượng là thế nào. Thứ hai là gì ạ? Là có nhiều bệnh lý phối hợp, rồi tuổi quá cao, trên 80 tuổi rồi, động mạch chủ nó vôi khủng khiếp, bạn cọc vào nó vỡ vụn ra, riêng cái mảng xơ vữa nó rơi lạ tả trong động mạch chủ đã đủ bắn lên cái đột quỵ rồi. Thế nên ra là tại sao mà chúng ta rất ngại ngần những cái chuyện mổ cầu nối nọ kia ở những bệnh nhân trên 80 tuổi này vậy, vì cái động mạch đấy chủ lúc đấy nó gọi là động mạch xứng. Không phải ở đây các bạn đã lên phòng mổ chưa, đã nhìn thấy cái động mạch chủ của chúng ta nó khủng khiếp như nào chưa? Các bạn nhìn thấy tim đập thì chắc là nhìn rồi đúng không ạ, nhưng mà phải mở cái động mạch chủ ra nhìn bên trong nó khủng khiếp như nào. Thì hôm nào đấy thì mời các có một vài bạn là phẫu thuật viên đấy, thì là mời các bạn đi để cho chúng ta xem cái hình ảnh này. Còn đối với cả tip B thì đơn giản hơn, biến chứng hay không phụ thuộc vào cái việc là vỡ hay dạ vỡ, huyết áp trơ hoặc là đau, huyết áp trơ hoặc là không kiểm soát được bằng thuốc hoặc là đau cũng là một dấu hiệu thiếu máu tặng. Bản chất câu chuyện là như vậy, đặc biệt là thiếu máu thận. Bóc tách động mạch chủ mà thiếu máu thận còn lâu bạn mới kiểm soát huyết áp, vui là chính, nó không xuống, bởi vì là bản thân cơ gọi là cơ thể nó đang đòi hỏi phải phải tăng áp lực lên để tưới máu. Thế thành ra là đấy là một trong các dấu hiệu để báo hiệu rằng là gì, thiếu máu tặng, và đấy là dấu hiệu để chúng ta làm. Trong tất cả các khuyến cáo thì về mặt lóc tách của máy chủ thì người ta cũng ghi rõ tip 3 thì phẫu thuật, tip B thì có biến chứng là stent graft, còn nếu không có biến chứng thì là điều trị nội khoa. Đối với cả lọc phòng động mạch chủ bụng thì hơi khác một chút. Bụng thì sao ạ, người ta sẽ ưu tiên cái vỡ hoặc là dọa vỡ hoặc là nhiễm trùng hoặc là khi các bệnh lý phối hợp rất là nặng nề thì là chúng ta làm TIVA, tức là chúng ta làm stent graft. Còn nếu không phải là những cái đó thì phẫu thuật vẫn làm cái tốt hơn, vì nó giải quyết nhanh gọn hơn, lâu dài tốt hơn, và quan trọng là gì ạ, là giá thành thấp hơn đấy. Thế thành ra là đối với cả câu chuyện bụng thì nó hơi khác một chút ở lý do. Đây là một vài cái bảng để cho chúng ta biết cái các yếu tố ảnh hưởng đến cái cách xử trí chúng ta là như thế nào, liên quan đến vị trí quai vỡ hay không, rồi các vết rách ở đầu hay là cuối, nhánh bên làm sao, xuất phát nhánh bên là thế nào, thì nó liên quan đến phần tính toán planning lúc chúng ta làm về mặt kỹ thuật chúng ta làm. Thành ra là đây cũng chính là những thứ nó đòi hỏi chúng ta phải làm, và vì thế đứng trước một cái phim chẩn đoán hình ảnh kết quả đọc thì chúng ta cần phải làm gì ạ? Chúng ta cần phải xem xét kỹ được để xem là thông số này nó thể hiện trên cái biện pháp chẩn đoán này như thế nào. Dùng cái kết quả multi slide CT chúng ta có trả lời được các câu hỏi này không? Còn nếu không làm được chuyện đó, chúng ta phải quay lại và yêu cầu bác sĩ chẩn đoán hình ảnh đọc lại cho chúng ta các thông số đó, đúng không ạ? Thì trên cơ sở đấy chúng ta mới tính toán được. Vậy thì xử trí thế nào? Đầu tiên là giảm đau. Cái này thì cũng kinh điển thôi. Nếu đúng là lóc tách động mạch chủ thật, giảm đau bình thường chả ăn thua, chỉ có morphine này. Morphine tràn lan, đến nỗi đến ngày thứ ba thì sao ạ? Thì nghiện bén rồi. Đấy thì lúc đấy bệnh nhân mới 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 đỡ đau được. Thứ hai là chúng ta hạ huyết áp để kiểm soát huyết áp nhỏ hơn 120 bằng các thuốc dưới đường tĩnh mạch, và kiểm soát cả nhịp tim để làm gì ạ? Để làm giảm cái DP trên DT, tức là làm giảm cái lực căng làm cho động mạch chủ nó tiếp tục nó giãn ngang ra. Và đấy là lý do vì sao chúng ta thường kết hợp một thuốc hạ áp đường tĩnh mạch với một gì? Một chạy beta giao cảm liều cao. Bệnh nhân mà dùng chạy beta giao cảm liều cao nhất là ở đâu? Là bệnh nhân lóc tách của mình chủ. Bình thường mạch vành có bao giờ bạn dùng đến liều 200 mg metoprolol đâu, hoặc là 20 mg gọi bisoprolol, không bao giờ dùng. Nhưng mà động mạch chủ toàn thế, toàn là gì ạ, 100, 150, 200 mg metoprolol. Thế thành ra là các bạn sẽ thấy là chúng ta phối hợp một thuốc một cách hết sức mạnh mẽ ở trên những cái ca như thế này. Đây là cái bảng cần làm. Nếu tụ áp cần loại trừ ép tim. Muốn làm chuyện đó thì phải cảnh giác, và tốt nhất là phải chọc gì ạ? Trong phòng mổ, rồi xử sẵn chéo nhóm máu để sẵn sàng cấp cứu. Xin thưa cái này cũng khó khăn thôi, nếu đã vỡ ra rồi thì cũng chả làm gì được. Bệnh nhân mà phình động mạch chủ bụng vỡ ở cửa phòng mổ, tôi còn nhớ ấn tượng mãi mấy ca tham gia cấp cứu chết sạch tiết. Tại vì chúng ta mở ra xong toàn bộ ổ bụng là ngập máu 4 lít từ 3 lít thì bệnh nhân sống dưới quá được. Và chưa kể là trên nền một cái người già cao tuổi nhiều yếu tố nguy cơ nữa. Thế thành ra là chúng ta thực ra là đại đa số là chúng ta cần phát hiện sớm để làm sớm, chứ còn đợi lúc đã xảy ra biến cố rồi phần lớn là chúng ta không làm gì được. Điều trị nội khoa đối với hội chứng mạch chủ cấp thì sao? Đây là câu tổng kết, mua thời gian chẳng làm được gì cả, để lâu thì rồi nó cũng sẽ tiến triển. Tuy nhiên nó cũng có một số thứ thuốc mà có vẻ có tác dụng, ví dụ như là gì ạ, ức chế men chuyển, ức chế thụ thể. Một trong cái dòng đấy mà nó làm khá nhiều nghiên cứu chính là gì ạ, lô sạc tăng, rồi mấy cái thuốc ức chế men chuyển ấy. Van sạc tăng cũng có nghiên cứu để làm giảm được cái thoái triển của cái động mạch chủ này. Chạy beta giao cảm là một thứ thuốc cần thiết. Đấy, tóm lại là điều trị nội khoa để cho vui, mua thời gian, và đương nhiên là sẽ bao gồm có kiểm soát chặt huyết áp, chạy beta, ức chế men chuyển, thứ để statin. Kháng tiểu cầu có làm gì không?
có cũng được, không có cũng được. Sau khi đặt stent thì cho thì tốt hơn. Đấy, tuy nhiên là nếu mà trên cái thể mạng tính thì hơi khác một chút, bởi vì vai trò của tiểu cầu phải khác, nếu không chúng ta sẽ đối phó với cả rất nhiều biến cố. Đấy, cái đấy là cái một cái phần khác tôi sẽ xin chia sẻ sau. Chiến lược điều trị lóc tách của mình chủ thì như thế nào, thì có ba phương án: về thay đoạn cho gì, cho tiếp ba, hoặc là lóc tách từ tiếp B thành tiếp ba, thì cái này chúng ta phải phẫu thuật, bởi vì chỉ có phẫu thuật thì nó mới giải quyết được và nó ngăn ngừa được các biến cố. Thứ hai, lóc tách có biến chứng hoặc là phối hợp trong mổ cùng với cả tiếp ba, thì đấy là chúng ta đặt can thiệp. Và loại mà không có biến chứng thì lúc đấy hoặc là ở vùng quai đã ổn định. Vì sao? Vì vùng quai chúng ta không biết xử lý thế nào cho nó vừa, mổ cũng chết mà xem kháp cũng chết, tâm ra là vùng quai là cái vùng khó chịu nhất, nên là phần lớn nếu đã ổn định rồi thì là gì ạ, điều trị nội khoa. Đấy, đấy là một vài chi tiết là như vậy. Thì phẫu thuật tiếp ba thì mổ thì là như thế nào? Tiếp ba thì đây ạ, thay đoạn, có thể là thay đoạn động mạch chủ lên, kết hợp thay đoạn động mạch chủ lên với cả toàn bộ cả vùng quai, có thể kết hợp cả chuyển vị, có thể làm cái elephant trunk, tức là làm sẵn cả cái một cái cầu phía dưới để về sau chúng ta đặt cái stent graft vào cho giải quyết được câu chuyện cả tiếp A cả tiếp B. Tại vì trong cái tiếp A chúng ta chỉ tập trung giải quyết động mạch chủ lên, cho dù tiếp ấy có thể nó lóc tách xuống phía dưới tận động mạch chậu theo phân loại của đồ ba cây, đúng không ạ, hoặc stent graft gì đấy, thì nếu mà chúng nó xuống sâu phía dưới thì ngay cả trong phẫu thuật thì người ta cũng chỉ giải quyết phần động mạch chủ lên thôi, và có thể kết hợp giảm áp. Tuy nhiên là giảm áp thì phải mở bụng ngực với cả bụng, cho nó làm cho cái tiên lượng về mặt hồi sức nó rất là khó. Vì vậy nên là phần lớn bây giờ cái mà người ta làm phần lớn là người ta kết hợp làm cái gọi là elephant trunk đấy, làm cái vòi vòi ở đây giải quyết cả cái phần động mạch chủ lên và phần quai, để sẵn một cái khe hở để về sau này stent graft để làm. Thế thì đấy là cái câu chuyện mổ. Và người ta bàn cãi là gì, khi có triệu chứng thì nên cư trú, khi có hôn mê thì cái đó có thể phải xem xét lại. Và bây giờ ở các trung tâm lớn, ngày hôm hôm qua trong lúc tôi đọc có một cái bài nó gọi là các cái cột mốc trong bệnh lý động mạch chủ, tôi nghĩ là nó xuất bản tháng 4 năm 2019, thì người ta đưa ra một cái con số cực kỳ ấn tượng là tỷ lệ tử vong do phẫu thuật lóc tách động mạch chủ tiếp A là dưới 10%, dưới 10% các bạn ạ. Tức là ngang với cái gì ạ, cái chết cho chúng ta làm can thiệp mạch vành cấp cứu ấy. Bình thường bây giờ chúng ta cứ bảo là lóc tách cái tiếp A gửi lên là 190% là chết, nhưng không phải, 90% là sống. Tỷ lệ mổ cấp cứu là dưới 10%, và cái đấy là cái đích chúng ta cần đạt ở các trung tâm ngoại khoa lớn, giống như chúng ta đang cần đạt tỷ lệ tử vong do nhồi máu cơ tim cấp là dưới 4%. Viện tim mạch chúng ta bỏ level càng mới dưới được có 8%, đấy là đã làm quá nhiều mới được có 8%, xuống 4% là cả một cái khủng khiếp. Thì bây giờ tương tự như vậy, câu chuyện của mổ trong lóc tách tiếp A đã là landmark trên thế giới rồi, có 10%. Đấy, thì hy vọng rằng là ở đây có rất nhiều bạn đồng nghiệp sẽ tiếp nối cái đấy để hạ được tỷ lệ tử vong xuống 10%. Và nhớ là tuổi không phải là yếu tố chống chỉ định của tiếp A. Đấy, thì đấy là những cái thứ, tức là thế giới họ đã tiến đến rất rất nhiều. Chứ đừng nghĩ rằng đấy là những cái khó khăn, chẳng qua là vì chúng ta không thực sự quyết tâm làm thôi. Tuy nhiên là nếu mà so sánh mổ hở với cả tiva chẳng hạn mà cấp có biến chứng, chúng ta sẽ thấy ngay là gì, là trong nếu mà so sánh mổ hở, phẫu thuật hở và stent graft, thì cái tỷ lệ tử vong sớm là nó tốt hơn ở stent graft, tỷ lệ đột quỵ hay là đột tỷ của hai bên là như nhau. Thế thành ra là trong cái tip B, khi mà đã có biến chứng thì người ta vẫn ưu tiên là gì, ưu tiên là stent graft chứ không phải ưu tiên phẫu thuật, bởi vì nó có ưu thế nhờ giảm được cái tỷ lệ tử vong sớm sau phẫu thuật hoặc là sau mổ. Đây là cái chỉ định để chúng ta làm, và cái bảng này có thể thành một cái guideline để làm được. Ví dụ là nhóm có biến chứng, tức là vỡ hoặc là dọa vỡ, động mạch chủ giãn nhanh, có giảm hoặc là thiếu máu tới tạng, có đau không kiểm soát được, có sốc, có tụt huyết áp, đấy là những dấu hiệu của gì ạ? Của biến cố chúng ta làm. Và ngoài ra, chúng ta có thể áp dụng trên một cái nhóm nguy cơ cao, tức là khi đường kính lòng giả trên 22 mm, đường kính ngang, thì như vậy là báo hiệu rằng cái tiên lượng rất là tồi. Nó sẽ giãn sau này, nó sẽ gây khó khăn và tăng biến cố, thì đây là một cái chỉ định khác để chúng ta có thể mở rộng chỉ định. Mặc dù bệnh nhân hoàn toàn là ổn định, không đau ngực, huyết áp kiểm soát được, nhưng nếu mà cái lòng giả mà nó quá lớn thì lúc đấy chúng ta nên làm stent graft luôn. Đấy, thì đấy là cái bảng cho chúng ta nhìn cái chuyện đó. Đây là những cái thứ đi sâu hơn một chút, tùy theo cái đường kính mạch chủ ngực, rồi đường tốc độ giãn lớn thế nào, rồi huyết khối một phần lòng giả. Đây là những cái để lựa chọn bệnh nhân đặt stent graft. Bảng mục đích của cái chuyện này là để làm gì, là để làm liền các cái vết rách, lòng giả nó bị ép lại, lòng thật nó giãn nở ra, tưới máu lại các cái tạng bị thiếu,
và nó ngăn ngừa cái tiến triển sau này của cái động mạch chủ. Thì đấy là những thứ mà chúng ta cần phải làm. Vì thế cho nên là đây là một vài hình ảnh minh họa một chút để chúng ta có thể nhìn thấy là đặt như thế nào, đúng không ạ? Đấy, thì đấy là thực ra thì cái hình ảnh minh họa của Medtronic thì nó đặt ở dưới động mạch dưới đòn trái, còn trong thực tế lâm sàng khi chúng ta làm cấp chúng ta toàn phủ cả động mạch dưới đòn trái. Đấy, thì đấy là các hình ảnh để minh họa cho chúng ta biết là về mặt kỹ thuật là như thế nào. Còn đối với cả chưa có biến chứng thì thực ra là nó không hơn gì về vấn đề sống còn, nhưng nó giúp ích được cho câu chuyện là tiến triển của động mạch chủ ở một vài nhóm có nguy cơ cao. Vì thế cho nên là về mặt số liệu nghiên cứu này nó chưa phải là chỉ định số 1, nhưng nếu thuộc nhóm có nguy cơ cao thì tôi vẫn khuyên là nên làm xen gáp để tái phát triệu chứng động mạch chủ giãn lên mới xuất hiện huyết khối, thì đây là ở trong cái nhóm mà bán cấp ở trên hai tuần đến 3 tháng. Hai cái bệnh lý khác mà nó tương tự như là trong vòng cái bệnh lý mạch chủ cấp nhưng mà chúng ta cũng cần phải làm, đó là cái loét gọi là xơ vữa xuyên thủng đấy ạ. Thì cái đấy cũng là cái thứ mà nó rất giống trong hội chứng động mạch chủ cấp và nó phụ thuộc giống như là tip A, tip B. Vì cái tiến triển như này chúng ta không biết được, cho nên cái mà cái việc chỉ định thì đây là cái chỉ định đây. Đau trường diễn, huyết động không ổn định, dấu hiệu vỡ, tiến triển loét sâu, đường kính vân vân. Bản chất vấn đề là vì chúng ta không biết được nó sẽ tiến triển thế nào, thành ra là có thể chúng ta sẽ mở rộng ra chỉ định một chút. Tương tự như vậy cái huyết khối trong thành thậm chí còn tồi tệ hơn, bởi vì huyết khối trong thành là chúng ta không biết là nó tốt lên hay nó xấu đi. Vậy thì cái gì sẽ chi phối được câu chuyện đó? Nó phụ thuộc vào câu chuyện là bệnh nhân đau hay không đau. Đây là hai cái case mà chúng ta biết. Đầu tiên là huyết khối trong thành, điều trị nội khoa hạ áp chạy beta tăng liều tối đa, bệnh nhân vẫn có đau ngực và sau 2 tuần chụp lại thì nó thành lóc tách. Như vậy đây là một cái huyết khối trong thành nhưng nó đang tiến triển trở thành lóc tách và dấu hiệu lâm sàng là gì? Là đau. Vậy đau là một yếu tố rất là quan trọng và sau khi đặt stent graft xong bệnh nhân hết đau. Một case tương tự như vậy, lúc đầu là lóc tách, bệnh nhân không có điều kiện kinh tế làm stent graft, điều trị nội khoa tối ưu, hết đau và sau 3 ngày thì gì ạ? 5 ngày đến chuẩn bị xin được tiền để làm, chụp lại thì sao? Huyết khối trong thành. Vậy đau là một triệu chứng rất quan trọng và đau là cái thể hiện của tiến triển của chuyện này. Thế thành ra là về mặt dấu hiệu lâm sàng thì chúng tôi thấy rằng đây là một cái dấu hiệu vô cùng quan trọng để nó cho chúng ta biết được dự báo chính xác tổn thương của cái này là nó tiến triển như thế nào. Và đừng quên rằng là có thể bệnh nhân nó sẽ tiến triển trở thành tốt lên chứ không phải là cái gì cũng xen grab, đúng không ạ? Một cái nhóm khác mà chúng ta cần phải bàn luận đến là khi mà chúng ta có các tổn thương liên quan đến vùng quai thì chúng ta sẽ phối hợp như thế nào. Thì chúng ta sẽ thấy là sẽ phải phối hợp, ví dụ kết hợp với các cái cầu nối động mạch cảnh cảnh ở đây để sau đó chúng ta đặt stent graft hoặc là chúng ta chuyển vị. Tuy nhiên nếu mà chuyển vị sâu như thế này thì chúng ta phải mở ngực bệnh nhân và vì vậy nên có rất nhiều cái điểm hạn chế nếu mà có những yếu tố nguy cơ cao, ví dụ như là tuổi cao, có nhiều bệnh lý phối hợp hoặc là sau chấn thương thì nó sẽ là cái bệnh lý nặng nề phối hợp. Đây là một vài hình ảnh thực tế sau khi chúng ta đã làm viện tim mạch. Sau khi chúng ta bắt cầu cảnh cảnh hoặc là chuyển vị thì chúng ta đặt stent graft xuống sâu để giải quyết các cái lóc tách. Phần lớn là cái này nó liên quan đến cái phình, thì khi đó cái vùng nó gọi là vùng landing zone, tức là cái vùng để chúng ta đặt stent nó không đủ chắc chắn và nghi ngờ cái tiến triển lâu dài thì chúng tôi cần phải tăng cái đoạn mạch lành bằng cách là chuyển vị. Nhờ vậy là cái đoạn mạch ở dưới nó tốt hơn và như vậy chúng ta sẽ đặt stent graft tốt hơn. Thì đây là kết hợp giữa hai bên nội ngoại khoa để làm. Và một cái kỹ thuật khác được gọi là kỹ thuật chimney, tức là phối hợp thêm giữa việc đặt các cái stent vào các cái nhánh như này với cả ở stent graft của nhánh chính trong trường hợp cấp cứu hoặc là khi làm stent graft bình thường nhưng trong quá trình làm chúng ta có biến chứng, chúng ta che mất động mạch cảnh vân vân, thì lúc đấy chúng ta phải làm cái kiểu cấp cứu như thế này. Thì thực tế trước đây chúng tôi khá là dè dặt, bây giờ thì có mạnh chân mạnh tay hơn bởi vì thực ra biến chứng cũng nhiều, giải quyết biến chứng nhiều nó quen ấy. Thì bắt đầu thấy cái này nó bình thường thì bắt đầu mình làm nhiều lên. Tuy nhiên thực ra mà nói nó không hoàn toàn là sinh lý đối với cả người bệnh, cho nên là cực chẳng đã mới phải làm thôi. Chứ còn nếu mà có thể kết hợp được phẫu thuật thì tôi nghĩ rằng đấy vẫn là cái tốt nhất. Đây là một vài cái hình ảnh khác để chúng ta nhìn thấy. Có một vài trường hợp chúng tôi đã phải làm đặt những cái stent graft. Bạn nhìn thấy mặt cắt ngang đó, bạn nhìn thấy ba cái ống như này cộng với cả một cái gì? Một cái stent graft lớn, ba cái stent khác đi vào thân cánh tay đầu phải, động mạch cảnh trái, thân dưới đòn trái và cuối cùng hình ảnh như này. Đấy thì cuối cùng thì kết quả nó cũng được thôi. Nhưng thực ra về lâu dài chúng ta cũng không biết thế nào. Thực sự là chúng ta quá thiếu data để chúng ta có thể chắc chắn được là cái này tốt cho người bệnh. Đấy, nó làm gia tăng, có thể là sẽ làm gia tăng tỷ lệ đột quỵ sau này.
Vì thế nên là chúng tôi cũng cũng hạn chế để mà làm các kỹ thuật phức tạp của mình chủ. Một câu chuyện khác nữa là chúng ta có thủ dưới động mạch dưới đòn trái hay không, thì thực ra là nó phụ thuộc vào việc là cái động mạch dưới đòn trái có cần làm gì không, bởi vì nếu nó cung cấp rất là nhiều các cái mạch để nuôi nuôi tủy sống thì cái đấy là cái chúng ta sẽ cần phải theo dõi. Đại đa số các trường hợp cấp cứu chúng tôi đều che phủ động mạch dưới đòn trái và kết quả tương đối ổn. Thế thì vì thế nên là protocol hiện nay là chúng ta không quan tâm lắm đến động mạch dưới đòn trái, trừ phi là cái động mạch sống nền nó quá lớn, hoặc là bệnh nhân có cầu nối Lima, hoặc là bệnh nhân có dấu hiệu liệt tủy vân vân, thì lúc đấy chúng ta mới xem xét cân nhắc cái việc để lại dưới đòn trái. Đấy. Một cái phần khác chúng ta cần phải tính đến tức là các cái vết lóc tắt muộn sau này ở đầu gần hoặc đầu xa. Nếu ở đầu gần nó sẽ tạo thành hiện tượng là lóc tắt ngược lên phía trên. Đấy thì có một cái tỷ lệ nhất định chứ không phải là không, và cái này là cái chúng ta không hoàn toàn dự báo được, trừ một thứ yếu tố rất là gợi ý, đấy là cái đường kính động mạch chủ lên lớn. Đây là một cái trường hợp của chúng tôi làm, bạn nhìn thấy cái động mạch chủ lên nó khá là lớn và đây và đường kính nó tận 42 43, thì sau khi làm xong thì gì ạ, một tuần sau thì chúng ta có cái lóc tách ngược lên này tiếp B tiếp A và bệnh nhân này phải gửi đi mổ. Và trong số cái series chúng ta làm thì nó có khoảng đến có lẽ là phải 2-3% lóc tách ngược lên này tiếp A. Rồi có những cái case mà cái vị trí lóc tách hoàn toàn khác biệt với cả cái vị trí của stent graft, thì lúc đấy chúng ta có thể coi đấy là cái tiến triển chung của bệnh, nhưng đây là một thứ chúng ta cần phải nghĩ đến và tính đến. Còn làm thế nào dự báo thì chúng tôi đang có một vài giả thiết và đang kiểm chứng bằng nghiên cứu để hy vọng là chúng ta sẽ trả lời được câu chuyện đấy. Đấy, đấy là những cái thứ mà chúng ta cần phải làm. Sau khi làm xong thì gì? Sau khi làm xong thì phải theo dõi. Vì sao? Vì bệnh lý sơ vữa này nó vẫn phải tiến triển, cho nên chúng ta cần phải theo dõi theo thời gian bằng cái gì? Bằng chẩn đoán hình ảnh. Đại đa số là multi slide CT để xem có endolic hay không vân vân, chứ còn bản thân chuyện siêu âm không đủ, CT thường không đủ đánh giá. Chẳng hạn nếu bạn nhìn thấy một cái endolic, bạn không thể biết được vị trí xuất phát ở chỗ nào để mà dự báo. Thế thành ra là mặc dù đây là guideline nói là chúng ta có thể CT nọ kia, nhưng chúng tôi vẫn khuyên cáo là multi slide CT độ phân giải cao một chút để chúng ta có luôn đáp số đây là cái gì. Chứ còn bây giờ bắt bệnh nhân đi chụp 2-3 lần chả đã, gọi là quá tội đúng không ạ? Đây là một vài cái kết quả của Viện Tim Mạch trong mà chúng tôi đã đi báo cáo liên quan đến can thiệp động mạch chủ cấp cứu, hay còn gọi là primary TIVA, giống kiểu primary PCI. Chúng ta làm cấp cứu trong vòng 24-45 tiếng, hoặc thậm chí bệnh nhân có triệu chứng giảm luôn, thì thực ra là với một cái tỷ lệ khá là tốt, tử vong trong viện khoảng 1,8%, các cái dấu hiệu tử vong cộng dồn theo thời gian có 8% trong vòng 3 năm, như vậy là tương đối ổn. Tất nhiên đây đã là một cái gọi là cái bias selection, tức là những ca nặng chúng ta đã loại hết rồi, thì đâm ra là cũng khó nói. Tuy nhiên là đây là những cái thứ mà chúng ta có thể mạnh dạn chỉ định cách rộng rãi, và nó là một cái gần như tạo thành tiêu chuẩn trong vấn đề xử lý hội chứng mạch chủ cấp tiếp B là cả vấn đề can thiệp, do hiệu quả nó quá cao là như vậy. Đây, tóm lại là chúng tôi xin chia sẻ một cái rất là ngắn gọn thôi, có một vài câu hỏi rất đơn giản: hội chứng động mạch chủ cấp là gì, chẩn đoán thế nào, định danh ra làm sao và hướng xử trí. Thì hội chứng mạch chủ cấp không hề hiếm gặp và bây giờ ngày càng nhiều lên, tỷ lệ tử vong không hề thấp, nếu bỏ sót chắc chắn là chết, bỏ sót thì mang tiếng chúng ta rất nhiều, cho nên tốt nhất là đừng bỏ sót. Làm thế nào để biết? Cần phải cảnh giác, chứ còn nếu không cảnh giác xin thưa bỏ sót hết. Đấy. Thứ ba là gì ạ? Nói gì thì nói, sách có thể viết một đằng nhưng mà thực tế cho thấy multi slide CT là biện pháp tốt nhất để chẩn đoán, để lên kế hoạch, cho nên là đừng mất thời gian vào những biện pháp lăng nhăng CT siêu âm thực quản nọ kia, xin thưa các bạn thôi bỏ đi cho nó nhanh, chụp multi slide CT cái thành ngực thì ok, để chúng ta sàng lọc và quét nhanh các biến cố, dự báo một vài thứ tổn thương thì ok, nhưng đừng mất thời gian setup xương qua thực quản. Các chỗ khác có thể không happy lắm với cả cái kết luận đấy của chúng tôi, nhưng thực tế cho thấy đấy là cái thứ chúng ta nên làm. Thái độ xử trí là gì? Điều trị nội khoa cho vui và mua thời gian, giảm đau, kiểm soát huyết áp là chính, còn lại phải điều trị dứt điểm bằng một cái gì đấy. Nếu tip A phẫu thuật, tip B stent graft nếu có biến chứng hoặc nguy cơ cao, còn lại là điều trị nội khoa. Máu tụ trong thành và loét thâm nhiễm là cái chúng ta không biết tiến lượng nó ra sao. Có rất nhiều trường hợp chúng tôi biết chắc rằng cái này là máu tụ trong thành tip A, gửi đi mổ là thừa, nhưng chúng ta không biết được tiên lượng trên đành phải gì ạ? Đành phải gửi đi mổ. Và bác sĩ phẫu thuật viên mở ra thì bơm ít gọi là keo sinh học lại đóng vào, chấm hết. Cực kỳ gọi là lãng phí, nhưng chúng ta không có một công cụ nào để dự báo cái chuyện đó. Đấy là cái điểm đang bị một khoảng trống. Hy vọng về sau này chúng ta có men nọ men kia, biomarker nọ kia, chúng ta biết được chuyện đấy thì tính sau. Đấy, ngoài ra là ở phần bụng thì sao? Bụng thì xin thưa,
đại đa số là chết sạch. Nếu mà vào với chúng ta thì phần lớn là dọa vỡ thôi, và cái đó sẽ là ưu tiên gì ạ? Ưu tiên stent graft nếu mà bệnh nhân cũng dơ cao. Nhưng mà cá nhân tôi thì tôi vẫn ưu tiên phẫu thuật, tôi vẫn mong muốn là phẫu thuật, vì phẫu thuật nó mới giải quyết được triệt để đối với cả cái tiền lượng đồ dài như vậy. Nhưng mà đấy lại là câu chuyện của bài khác mất rồi. Vâng, cảm ơn sự chú ý các bạn ạ.